Ở đây có cá lóc nè quý vị. Đó, cá lóc, cá chê. Ở đây là cái chỗ này bán cá. Wow, ở đây là cá gô nè quý vị. Cá gô. Ở dưới này thì cá sặc nè quý vị, cá sặc để mà làm khô cá sặc đó, vẫn còn sống nha, cá sặc còn tươi nha, tươi sống luôn. Bên này thì cá kèo, cá chê vàng, sống nhăn luôn. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống sẽ cùng quý vị đi dạo và tham quan một vòng chợ Đại Ngãi. Thì trước mặt Cảm nhận cuộc sống đó là khu vực của chợ Đại Ngãi. Thì hôm nay trời mới vừa mưa xong nên đường thì khá là hơi sình nha quý vị, không có được khô ráo. Rồi quý vị mà đi thẳng vô trong đây nè, nó là khu vực chợ luôn nè, ngay trung tâm chợ Đại Ngãi. Đường này là quý vị ra ngoài đó là thánh thất của Đại Ngãi đó quý vị. Đường này thì bữa Cảm nhận cuộc sống có đi xuống rồi, xuống dưới bờ kè của sông Đại Ngãi. Rồi bắt đầu mình sẽ đi vô tham quan chợ Đại Ngãi từ từ nha quý vị. Hôm nay thì không được may mắn lắm, đi ngay lúc trời bị mưa nữa chứ, mới vừa mưa rồi nên đường xá xình quá. Nhưng mà chợ thì cũng đông đúc nè quý vị. Wow, kẹt xe rồi. Phải mà đường khô ráo á thì đi cho nó thoải mái, còn đường sình không à. Thì khu vực ở khúc đầu ngoài này nói quý vị là bán trái cây, đa số là bán trái cây rất là nhiều. Đó, sạp trái cây không nè. Đây, chợ Đại Ngãi. Hôm nay sẽ đi tham quan một vòng của chợ Đại Ngãi luôn. Đây là cũng là lần đầu tiên Cảm nhận cuộc sống đi chợ Đại Ngãi. Khu vực ở trong Cảm nhận cuộc sống nghĩ chắc bán rau cải, thịt, cá tép này quý vị. Thấy bắt đầu vô bán. Cái này có bán gà, vịt. Mà có cái sình quá à. Sình quá trời sình luôn nên đi không có được tự nhiên cho lắm, phải né mấy cái dũng sình đó quý vị. nay thì có sạp bán rau củ quả, ốc, cà chua, đủ thứ hết. Thấy bà con mua bán cũng cực khổ quá quý vị ơi. Trời mưa lầy lội sình sụp như nè, mà bà con ngồi bán ngay chỗ này nè. Nhiều khi xe chạy mạnh quá văng nước, văng tới bà con luôn đó. Ở đây thì bán cá này quý vị. Cá còn sống luôn nè, cá tươi nè, đó. Bán cá với lại bạch tuộc. Bên đây cũng bán cá này nè, cá rô. Bên đây thì bán trứng vịt, trứng cút, trứng vịt lộn. Bây giờ cái trong này thì bán cá nhiều. Ở đây thì bán trái cây. Thịt heo, rau củ quả. Tiếc quá, sình quá, Cảm Nhận Cuộc Sống quay không được tự nhiên, đi sợ té vô dũng sình á. Rau củ quả tươi xanh luôn, đủ loại hết trơn. Cảm Nhận Cuộc Sống thích rau củ quả, quay nó đẹp lắm, nó nhiều màu hết trơn. Này có cái này xình quá nè quý vị. Còn đây nè, đó bán gà vịt sống nè quý vị. Đây là bán gà vịt. Ở trên này thì có bán khô, đủ loại khô hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi đường này nha quý vị, đi vô một vòng để tham quan chợ Đại Ngãi như thế nào. Lần đầu đi thì cũng hơi bỡ ngỡ, không có biết đường đi, thì thấy có đường nào mà vắng vắng có bán đồ á thì đi thẳng vô để quay vậy đó. Ở khu vực này thì bán như là mấy cái đồ mũ á quý vị. Đồ mũ, ba lô, nón lá, túi xách đồ đó. Khu vực này thì không có bán cá tép. Wow, tới trong này hình như là tới khúc của nhà lòng chợ rồi nè quý vị. Khu vực này là mấy cái sạp bán thịt heo không luôn nè. Ở đây có bán lưới nữa, bán chài lưới á. Đó, bán chài lưới nè, bán đồ mũ nè, bán hàng sáng nè, đó, chài lưới cá. Bên này thì bán đồ mũ. Ở đây thì có sạp rau củ quả. Bên đây này, chỗ này dựa cá nè quý vị. Wow, cá lóc nè. con cái đường đi hơi chân chật. Wow, chân quá trời chân luôn. Ở sau này có con sông nè quý vị, sướng quá luôn. Ở sau này mà ra mà cặp vô mà lên hàng đó quý vị, đó là đã luôn nè. Cảm Nhận Cuộc Sống để ý nghe, Cảm Nhận Cuộc Sống đi mấy chợ rồi đó thì thấy cũng có nhiều chợ, ở sau lưng chợ đó có một con kênh hoặc là một con sông nè. Này cặp ra lên hàng là hết sảy luôn. Con cái thì hơi trơn nha quý vị, nãy Cảm Nhận Cuộc Sống muốn chật té hết một lần rồi đó. Có một cái cô đó nhắc Cảm Nhận Cuộc Sống đi từ từ, không thôi là chật té. Tại đây thường là cá tép rồi nè, nước sình á, dễ chật té lắm. Ở đây có cá lóc nè quý vị, đó, cá lóc, cá chê. Ở đây là cái chỗ này bán cá. Wow, ở đây là cá gô nè quý vị, cá gô. Ở dưới này thì cá sặc nè quý vị, cá sặc để mà làm khô cá sặc đó, vẫn còn sống nha, cá sặc còn tươi nha, tươi sống luôn. Bên này thì cá kèo, cá kèo, cá chê vàng, sống nhăn luôn. Khu vực bên đây thì chuyên bán gia vị, giống như là tương chao. Đây nè, cái sạp này bán mắm nè, dưa mắm nè, đủ thứ loại mắm. Khu vực này bán đồ mũ, đồ chơi trẻ em. Bên tay phải Cảm Nhận Cuộc Sống nè. Trong đó không có đẹp trai đó, nó nào bà quả đó. Khu vực này bán những cái món đồ mà giống như là dãy phố làng của Sóc Trăng bán vậy đó quý vị, bán đồ sành sứ, đồ mũ rồi. Trời mưa nên cũng không có mấy gì đông lắm, chắc bà con nghĩ là sình đó nên bà con ít đi chợ. Ở ngoài đầu chợ này thì đông hơn, tấp nập hơn. Để Cảm Nhận Cuộc Sống đi dùng đây. Trong đây Cảm Nhận Cuộc Sống thấy là bán quần áo may sẵn đó quý vị. Đây giống như là cái khu vực mà chuyên bán quần áo may sẵn với bán vải đó, ba lô, túi xách rồi nè. Giống chợ vải của mình vậy đó, giống chợ vải Sóc Trăng vậy đó. Trong đây đi sướng quá luôn, cô queo à, cô gáo à, không có sợ sình, không có sợ chợt. Đó, tuốt ở sau này là cái khu vực nãy Cảm Nhận Cuộc Sống có quay nè. Khu vực này là những cái thớt thịt đó. Đây, những cái chỗ này, những cái chỗ bán thịt heo. Có luôn cả bán cà phê, quán bún, quán mì, hủ tiếu rồi đó. Để cho bà con tiểu thương ở đây nè ra đây ăn sáng. Nãy Cảm Nhận Cuộc Sống thấy có cái quầy bán bún chay nữa. Bây giờ đa số người ta bán quần áo may sẵn không à quý vị, giải ít lắm. Đây là quần áo may sẵn treo hai bên đầy hết trơn luôn nè. Bây giờ ít có người nào mà may quần áo lắm quý vị. Ngày xưa thì may quần áo không à. Ngày xưa mà làm ngày mai á là bảo đảm là tiền nhiều lắm, ai cũng may đồ, ai cũng may đồ hết trơn á. Tới Tết là đi may đồ à. Còn bây giờ thì không còn, ít người may lắm. Đây, ban quản lý chợ xã Đại Ngãi. Bà con bán hơi vắng nên Cảm Nhận Cuộc Sống không có dám quay cận cảnh, thấy kỳ lắm. Cái ngoài này bán bánh mì, phê mì, khoai lang. Bên này là bán bánh này quý vị, bán chè đó, chè xôi, đồ ngọt á. Wow, ở đây có nguyên một cái sạp bán bánh này quý vị ơi. Đó, bên đó bán bánh tai yến. Bên đây bán bánh tàng ong, chuối nướng, chuối nếp nướng. Đó, chuối nếp nướng nè, bánh tiêu giò cháo quẩy nè. Đó thì bánh tai yến nè, dâu, nhãn. Rồi, vậy là Cảm Nhận Cuộc Sống đã cùng với quý vị đi tham quan một vòng của chợ Đại Ngãi. Thì Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu thấy hay thì nhớ like và share giúp Cảm Nhận Cuộc Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye.